Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Xin mời quý ông bà anh chị em cùng lắng nghe bài ca ý lực tin mừng Chúa Nhật thứ 8 thường niên năm C. Hãy lấy cái xa. Lấy cái xa trong mắt của chính mình, rồi lấy còng giang nơi mắt người anh em. Đừng ghen ghét anh em mà ta trở nên mù quáng. Đừng xét đoán anh em mà nên xét tâm hồn mình. Cây cao tốt cành chẳng sinh qua xấu đường, chùm nho ngọt thơm không hái từ bụi gai. Người gian ác chua ngoa thì luôn thoát ra điều xấu, còn ai sống yêu thương thì luôn sống theo điều lành. Hãy lấy cái xa trong mắt của chính mình, rồi lấy còng giang nơi mắt người anh em. Đừng ghen ghét anh em mà ta trở nên mù quáng. Đừng xét đoán anh em mà nên xét tâm hồn mình. Đừng ghen ghét anh em mà ta trở nên mù quáng. Đừng xét đoán anh em mà nên xét tâm hồn mình. Đừng xét đoán anh em mà nên xét tâm hồn mình.